cảm xúc của người nghe là một, thì Trúc Linh nghĩ rằng cảm xúc của chính người tác giả chắc cũng phải 5-10 anh ha. Đúng rồi em. Nếu như nói về Long An thì rất nhiều đề tài để cho tất cả các nghệ sĩ tác giả viết về nó. Vì vùng đất nơi đây thật trù phú, cay lành trái ngọt, xum xê chữa cành. Con người thì hiền hòa, tốt bụng, dễ thương và hiếu khách nữa. Mỗi khi mà anh đến Long An á, thì thú thật với lòng mình là anh nhìn đâu đâu cũng thấy thơ, thấy nhạc lên nè. Và chắc có lẽ thay lời của người dân Long An, cảm ơn anh Đức Long vì anh Đức Long là không phải quê miền Tây, nhưng mà đã dành một tình cảm rất là đặc biệt cho người miền Tây nói chung và người Long An nói riêng. Và bây giờ thì em cũng đang rất là tò mò là không biết bài ca trong chương trình ngày hôm nay về quê hương Long An của mình là bài nào anh ha? Kính thưa quý vị, trong chương trình kỳ này, chương trình sẽ dành tặng cho quý vị yêu mộ điệu sân khấu một sáng tác của tác giả Thanh Bình qua bài ca cổ được mang tên Tình Quê. Mình
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.